Hello mấy cưng. Ủa trời ơi, nó lấy xe tao kìa. À, ăn trộm hả? Dí thiếu lẹ lên. Lên 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 lên. Get go. Nhanh lên nhanh lên. Được. Thảo án. Thảo án. Ủa, sao giống xe con Thương sớm trên vậy ta? Ủa, hả? Mất xe rồi. Tôi đang đi giao gạo. À thế à? Thì cũng kệ mày. Con này máu lắm. Ê, ăn nói bậy bạ nha. Trời ơi. Trời đất ơi. Nè, nhìn đi. Lại. Cái gì vậy bà nội? Hả? Có mất đâu? Bây giờ tao không có biết. Bây giờ đó hả? Xe tao bây giờ. Bây giờ tao không có biết. Nhà tao bây giờ chỉ có một cái chiếc xe đó làm ra tiền rồi đó. Mất rồi tao không. Không cái quần quay. Đồ anh hai. Thôi vậy, vậy đi rồi chiều quay lại. Chiều liên hệ đó mà im đi. Ủa? Gì vậy? Hai ba. Chiều. Chiều dính rồi lại. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. 2000 years later. Tôi lạc quan về đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình uốn sâu bên trong nước mắt thì sao? Vừa đẹp trai mà ta vừa. Nhìn thấy yêu đời. Thầy nhói quá. Thôi, mày đừng có bốc quét. Mày đừng có mồm điêu đi. Quen không? Lẹ đi. Không, mày nói tao chứ. Đúng rồi. Em nhờ em. Giờ em đi bắn rau vậy. Rồi trời ơi. Ăn nói. Lại ha. Gì trời ơi, nè nha, tiền trao cháu múc, không có tiền thì thôi bỏ rau lại đi. Ký vô đầu mày quá, chưa có khỏi xong cái đó. Không hiểu, em không hiểu. Cười quẹ gì? Tiền trao cháu múc, không có tiền thì thôi bỏ lại đi. Bỏ rau lại. Ủa, hồi nãy thổi đúng rồi đó, là tới câu đó xong rồi mới. Mày phải thổi cái gì một mớ rau rồi tao mới nói gì 50.000 một. Ê, cái gì vậy bà nội? Nhanh ơi, khát nước. Uống hết luôn rồi á. Mày từ từ tâm lý. Giờ 1, 2 Thôi tao đi ra ngoài kia nè hả Kiều. Đưa nào trời. Đừng có điêu nha. Đừng có điêu. Nè, đưa nào. Trời ơi, đừng có điêu nha. Mua có mớ rau. À, chị ta. Trời ơi, cái gì vậy? Nè. Nè nha. Có bên. Nè nha. Có bao nhiêu tiền? Hả? Đưa bao nhiêu tiền? Cậu của em. Cái gì vậy trời á? Biết rồi thì em sẽ rút kinh nghiệm, em không nhớ nữa. Ủa quên. Kiểu gì? Thôi dọn đồ đi. Thưa thầy phải hỏi cái câu gì nữa. Không, bà phải hỏi cái đó. Bà nói đó luôn. Tại em đợi nó đó. Kìa. Dạ, anh kêu là câu nào có vàng tôi là câu cuối mà. Đọc bà quá rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹ. Thôi bình tĩnh. Gì mà sùm chứ vậy? Nhờ bà bán hàng cho khách có xíu. Dạ em. Em. Kệ à, nhìn nó cười kìa. Thằng vô văn quá. Hôm nay tôi mắc cỡ thì tôi mắc cười. Mắc cỡ tôi. Mắc gì cười gắt đi. Thì thu tiếng mà. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Antilo.
Đã quá em ơi. Được. Hào hán. Hào hán. Tiền gao em để ngoài sạp gao. Ôi trời ơi. Trời. Giống trong nhà quá. Cái gì? Tiền gao. Cái gì vậy bà nội? Em đã nhịn hai lần rồi đó. Lần này rau. Ok. Từ tôi nha. Cái gì? Tiền rau. Em để ngoài sạp gao. Này. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Cái gì? Tiền rau em để ngoài sạp rau. Kệ, nhìn hay kìa. Ngồi lại nè, ba. Từ tôi luôn đi. Tiền rau em để ngoài sạp. Tiền rau. Tiền bắt nó tiền rau. Tiền rau, no gao. Tiền rau. That man's an imposter. That man is the imposter. Ê, hey, tiền lâu. Vậy là chú Bảy đây nè con. Trời ơi, tao chờ bay nãy giờ mà tao chưa tới. Cứu tôi. Cho bị tê tét nè. Chết tôi trời ơi. Không, không, cái xe Honda đa kìa, xe Honda đa chậm quá. Ê, tiền lâu. Trời ơi, giao rau đây nè. Hai ba, chờ con xíu. Để ba, khè. Khè đây bé ba. Không, yeah. Không. Yeah. 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 Tự nhiên rồi. Ai chưa kiếm được? Ok, tiếp luôn. Rồi, tiếp. 3, 2, 1, em giết. Trời ơi, chưa? Ghê chưa? Ok, rồi.